Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp kết hợp hội tụ gió trên cao nên đêm qua và sáng nay ngày 28 tháng 3, tại nhiều tỉnh vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa to đến rất to. Một số địa phương xuất hiện dông lốc, mưa đá. Tại Hà Giang, đêm qua và sáng nay, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa to và dông, lượng mưa lớn khiến đất, đá sạt lở, nhiều nhà dân bị sập, tốc mái và một số diện tích hoa màu hư hại. Tại xã Xuân Minh và Tiên Nguyên, huyện Quang Bình, xảy ra mưa đá. Trận mưa dông rạng sáng nay đã làm sập, tốc mái nhà tại một số huyện. Tại trường trung học cơ sở xã Du Già, huyện Yên Minh, khu nhà bếp nấu ăn cho học sinh bị hư hỏng nặng, tất cả mái và kèo sắt bị gió giật và thổi bay. Khu nhà dạy học 2 tầng bị lật và bay một số tấm tôn, một số cánh cửa bị gió thổi mạnh bật ra và bị vỡ. Điểm trường thôn Ngài Sảng A bị tốc mái nhà bếp. Kiosk chợ trung tâm xã Đường Thượng, huyện Yên Minh bị sập hoàn toàn. Tại thành phố Yên Bái, hơn 10 giờ sáng nay, cơn mưa dông kéo đến, mây đen bao trùm, trời tối sầm. Đặc biệt mưa đá đã xuất hiện trên hầu khắp các địa bàn huyện Mù Cang Chải. Tại các xã của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa to kèm gió lốc mạnh khiến nhiều nhà dân bị tốc mái. Hiện chính quyền các địa phương ở Yên Bái đang thống kê thiệt hại và khắc phục hậu quả.